hỏi những người bác ngỡ ba là mật đo tâm kinh, thân tâm nghiêm trang thanh tịnh, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 32 tướng đại trượng phu, là Như Lai thầy trời người, dục giới sắc giới thọ sắc hành tưởng, diệt thọ tưởng định, đi sâu chánh định, học pháp giáo hóa chúng sanh, đánh tan u minh, nghiệp lực các pháp vạn vật chúng sanh, ắt sẽ thành tựu đạo quả bồ đề. Yesen to ma khư khư Nia chlan chlan Mama hi chlan chu khả nan. Không phải tu là đất đâu. Gì đó hả? Phải hành đó. Phải hành nè. Phải thực hành gọi là đạo pháp. Đạo tăng, đạo Phật, chư tăng đại chúng, tăng đoàn chúng sanh, chúng sanh vạn vật, các pháp ta bà ha, thiên đàng, địa ngục. À, Ben ơi, Châu Phú nghe nói thường thường là có cái cảnh ở trên tiên, ở trên Phật, nhưng mà cũng có người ta phản biện là ta nói không có địa ngục, nhưng mà thực chất có địa ngục không Ben? Địa ngục là tại sát chân đi. Vậy hả? Thiên đàng cực lạc là tại nơi đây. Vậy ha. Rồi tiếp tiếp mấy anh em. Di Đà Phật, mấy anh em tiếp tục có thắc mắc gì không anh em? Đúng rồi. Nhân hiếu kìa. Vậy đó ha. Anh Dũng còn thắc mắc gì không anh Dũng? Có thắc mắc thì chị đem giải thì. Thắc cho Dũng bí hỏi thôi. Dũng hỏi đi Dũng. Dạ, Di Đà Phật. Dũng hỏi hay lắm. Thắc cho người kìa. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa các ngài, hiện nay đang ở trong sát của em Ven. Thì hiện nay rất là nhiều bà con cũng nói là có người nói niệm Phật, nhưng mà hay tưởng những cái chuyện đời thường hay làm như vậy, thì mình có cách niệm Phật nào để mà cho nó giết tâm chứ không có bị bất loạn? Phải khởi lòng từ bi thì mới có nhiếp tâm bất loạn. Niệm Phật nhưng không khởi lòng từ bi đạo hạnh thì làm sao định tâm và có thân tâm an lạc, đoan trang thanh thoát, dòng nói giữ lời giữ lớp hồn nhiên đi. Dạ, còn có những người hành pháp thiền hay thấy Phật, Bồ Tát hoặc là Phật A Di Đà như vậy, thì cái đó là có bị vọng tưởng hay không, hay là đó là sự thật? Tâm khởi thiện thấy các vị Phật đó là thiện căn, tâm điên đảo yêu ma quỷ quái quỷ dương thì đó là gọi là tư tưởng phiền não dục vọng tham sân si. Vậy mình cách nào để mình diệt trừ tham sân si vậy thưa ngài? Không phải là gì trừ tham sân si, nhưng quán tưởng tham sân si trở về tánh không. Dạ, thì kính thưa chị Ven, thì khi nào mình mở được cái thiên nhãn để mình ra cứu đời chị? Là khi duyên hành pháp thiếu chỗ từ bi độ ta. Bữa nay
chị Vân lên đây còn đi cảnh nào nữa chị Vân? Là tùy duyên hành pháp thiếu chủ từ bi độ ta. Chị Vân làm ơn cho hỏi là cái người làm phước đó, sau này sẽ được đi về cảnh giới nào hả chị Vân? Làm phước không phải được giáng sinh đâu. Vậy ha. Tiền bạc của cái dành được tài sức, không có lòng thân tâm an lạc thì làm sao được về với trời Phật Thánh Tiên bên? Vậy vừa làm phước rồi vừa làm cái gì nữa mới được về với trời Phật Thánh Tiên chị? Phải có lòng từ bi và đạo hạnh trí tuệ và hướng thiện làm lành thân tâm an lạc, nhiếp tâm bất loạn trước khi lìa khỏi thân xác dục vọng ô uế trần gian ca pháp đa bà ha. Nên Phật tử nghĩ về Phật Thánh Tiên, không điên đảo khởi lên tham sân si tiền bạc của cái danh cực tài sắc. Bởi vợ chồng con cái diễn tục cha mẹ, ông bà cha mẹ nhất định Phật A-di-đà giúp về Tây Thiên hào quang chiếu sáng các pháp ta bà ha và ca pháp thiên đàng địa đàng. Những chúng sanh mà chửi cha mắng mẹ thì sao vậy? Chị sám hối đi. Dạ, xin chị Ben cho biết ý nghĩa của tượng Phật Thích Ca phía sau đó. Một tay chỉ mặt trời, một tay chỉ đất là ý nghĩa như thế nào nhỉ? Đâu là bình đẳng, thiên cư và các pháp chúng sanh, quỷ dương và địa đàng chỉ là bằng thôi. Phật không hơn quỷ dương đâu. Phật xem quỷ dương như là ông bà linh thuộc của ông Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là sư phụ Bạch Đức Thế Tôn đó. Có người rất là nhiều người tu mà tại sao mà không được thành Phật, tại sao? Là vì không có đạo hạnh và từ bi yêu thương các pháp dạng và chúng sinh. Bởi u minh dục vọng tham sân si vướng bởi vợ chồng con cái quý thuộc cha mẹ tổ tiên ông bà sắc sân hai mạng tài dâm u quý dục vọng khởi lòng tà phỉ bán tam bảo phỉ bán Phật trời Thánh Tiên, không biết tôn trọng lễ bái chờ Phật Thánh Tiên thì làm sao thành Phật? À, bản thân ở ngoài tu mà trong lòng không có tu. Không có hạt chứ không? Cái đó là phi giả. Cái đó là không nên thành Phật là gì? Chị Vên nói chuyện mà cái tay muốn muối là ý nghĩa sao chị Vên? Đấy là thông tâm giữ giới định tuệ đó, nên biến chuyển như vậy đây. Rồi mình tu là cách nào cho nó đúng? Đi đúng năm người, chánh niệm, chánh định, chánh tư duy, chánh kiến, thân tâm thanh tịnh an lạc, làm lợi lạc đời và đạo ca pháp vạn vật chúng sinh, nhìn vẻ đẹp chúng sinh đi. Nói gì đó không? Thưa chị Ben, khi một người con không hiếu thảo với cha mẹ mà lại đem những phẩm vật tịnh tài đến tam bảo để cúng dường, như vậy thì người con này có được phước không gì chị Ben? Đấy là tùy duyên hành pháp thiếu chỗ từ bi độ ta. Vì ấy là ăn gia nghiệp lực thôi. Có những người sống thiện mà mất sớm, những người sống ác mà vẫn sống lâu là sao? Đấy là tùy duyên thọ mạng. Thọ mạng thân xác ô uế dục vọng không còn kéo dài thì phải lìa khỏi các pháp ta bà ha, trở về địa ngục, tái sanh kiếp nhiễm sanh lão bệnh tử vướng bởi tài sắc danh vọng đó. Giờ chị Ben làm ơn cho hỏi tại sao mà Châu Phú thấy trong cái mùa dịch nè, thấy tất cả các cô chú đồng đạo đó
người ta cũng có tu ăn chay và niệm Phật rất là nhiều, nhưng mà tại sao người ta lại ra đi sớm chị Ben? Đấy là hết duyên trần gian, là trần ai ca phát ca bà hai dục vọng. Hết mất nợ trần gian á, nên phải đi về sớm. Hết mất nợ nha. Những người mà còn mất nợ trần gian nó lại hoài. Dạ. Chứ không phải mà những người đừng có nói là mấy người mà chết yếu á, cái nó không phải là chết yếu. Còn hết hết mất nợ trần gian, ta phải đi về. Có cái cõi địa ngục không ha chị Ben? Tại Châu Phú nghe nói nó có cái tới 18 tầng địa ngục lận, mà thực chắc ra là có hay không hả chị? Không phải 18 tầng địa ngục đâu. Là giới gì? Giới gì tánh không? Nhưng tánh không ấy là có thiên đàng và địa ngục. Chúng sanh chết đi trở về tánh không, nhưng lương thiện tánh không ấy sẽ biến chuyển là thiên đình. Còn nếu tánh hung tàn bạo ác phỉ bán nhà báo, phỉ bán tam bảo nhà Phật, sẽ tánh không biến chuyển yêu ma quỷ quái ở địa ngục ngạ quỷ đó. Vậy đó ha. Dạ nam mô A Di Đà Phật. Dạ thì kính thưa chị Ven, cái màn ba này mà mình không tu không làm hiền thì sẽ đi về đâu chị Ven? Thì phải trễ gì sẽ trở địa ngục thôi. Địa ngục nó nằm ở đâu vậy chị? Địa ngục là nằm trên tâm, trở về tánh không, nhưng không làm thiện, không làm lành, lánh giữ lành mình, ăn năn sám hối tiêu trừ nghiệp lực thì trở về hư không. Hư không là không có vật dụng, không có biến chuyển sắc gần đây. Đối với chị Ven thì ngôi thờ của Quyền Thánh Tổ ông bà đó có quan trọng hay không? Dạ quan trọng đó. Tại vì Dũng thấy có một số người không tin về, thậm chí không thờ Quyền Thánh Tổ, và có một số đạo giáo là có thể là dẹp luôn bàn thờ Quyền Thánh Tổ. Thì có lỗi gì hay không? Có lỗi mình sám hối sẽ tiêu trừ bản ngã tham sân si, vì phàm tham sân si mạng nghi, chúng sanh ô mê dục vọng bị quỷ như lời thú vào quỷ bán ngã mà chờ Phật thánh tiền đó. Chị Ven thầy ứng khẩu một cái câu thơ, câu pháp nào để cho chúng sanh thức tỉnh trong cái màn ba này luôn chị Ven. Là tùy duyên nhầm quá, chỉ biết bao nhiêu bê tôi. Chị Ven có thể chia sẻ giùm cái tấn công đó đó, cũng như mình nhìn thấy một cái chiếc xe, cũng như chiếc xe Tấn Dũng chạy đẹp quá đó mà mình nhìn thấy mà mình không động. Cái cách nào mà không động, thấy đẹp quá thì Châu Phú cũng muốn mua theo vậy đó. Có cách nào mà nhìn cho nó không có động tâm không? Hay là gặp một người đẹp vậy đó. Ta thấy đẹp nhưng ta không kết ứng bởi cái sắc đẹp. Đó là trở về tánh không. Vậy ha. Đến còn tham lam đó. Nói rồi vẫn tham lam. Còn tham lam phải không? Dược thoát lâm mê tham sân si mạng nghi là đã trở về tánh không rồi đó. Dược thoát khỏi cái đó ha. Có cái hướng nào mà mình kiềm chế và mình thoát khỏi nó không chị? Nhà chị chia sẻ cái pháp đó. Thì phải có lòng từ bi. Lòng từ bi vậy là mình phải bố thí hả chị? Lòng từ bi là yêu thương thân xác dục vọng, yêu thương các pháp ta bà ha, yêu thương ngạ quỷ súc sinh, yêu thương chờ Phật thánh tiền, nghĩ và lo lắng quan tâm đến chờ Phật thánh tiền đó. Dạ nam mô A Di Đà Phật. Vậy là yêu thương tất cả luôn chứ không được mà ghét ai ha. Ngã quỷ đều cũng thương hết luôn. Dạ đúng rồi. Dạ nam mô A Di Đà Phật. Châu Phú đâu biết chứ trước giờ đâu có nghe nói ai mà yêu thương quỷ chúng sẽ đâu ạ. Rất là đặc biệt nha quý vị. Quỷ là những người hung dữ đó, là quỷ. Bởi vì là mình gặp mấy người hung dữ mà quậy quạng rồi mình cũng thương luôn hả chị? Dạ phải thương đó. Đấy là nơi gương cho ta tu tập tinh tấn,
để giác ngộ tỉnh thức hoàn thiện tâm hồn, là hoàn thiện đại thiện căn trở về tánh không, ngự trên hư không thế giới cực lạc đại từ đại bi, có ngài bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngự trên tòa sơn. Tiếng này là nam mô Di Đà Phật, từ trong kinh ra hay là ấn khẩu gì? Đấy là điển của ân trên rồi. Điển ở trên ha, và nam mô Di Đà Phật. Có bên có học với chữ không hay là tự biết? Dạ không học chữ. Không biết chia chữ luôn. Còn cái giọng ham là giọng của ai? Đó là điển ân trên rồi. Chị có thể chỉ vào giọng nam được không? Từ sáng giờ chưa nghe giọng nam. Chưa nghe giọng nam ha, Châu Phú cũng chưa biết giọng nam nữa. Dạ, nam mô Di Đà Phật. Dạ, 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 bát nhã ba la mật đa tâm kinh, thân tâm nghiêm trang thanh tịnh, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 32 tướng đại trượng phu, là Như Lai thầy trời người, dục giới sắc giới, thọ sắc thanh tưởng, diệt thọ tưởng định, đi sâu chánh định, học pháp giáo hóa chúng sanh, đánh tan u minh nghiệp lực các pháp vạn vật chúng sanh, ắt sẽ thành tựu đạo quả bồ đề. Yesen toma khư khư yes lan lan mama yes lan chu khả nan. Yeah, nam mô Di Đà Phật. Vì là tính tinh bạch ngài như vậy thì theo như ngài thì hội Long Hoa là có diễn ra sau này không gì ngài? Hội Long Hoa là tại đây đi, là chúng sanh yêu thương đùm bọc lo lắng thân tâm an lạc, đấy gọi là hội Long Hoa. Chờ Phật thánh tiền người ca pháp ca bàn ha. Bên hôm nay có cái pháp nào mà mình nói cái phương tiện nào để cho bà con người ta dễ tu dễ hành đó chưa? Đi đứng năm ngồi chánh niệm, chánh định, chánh tư duy, chánh kiến, tưởng nghĩ, chờ Phật thánh tiền, quán tưởng lòng từ bi yêu thương các pháp vạn vật chúng sanh. Tu là phải thực hành. Thực hành đi đứng nằm ngồi phải niệm Phật nhiếp tâm bất loạn, không được để tâm loạn mà dường sẽ đưa vào ma đạo. Tà không ra tà chánh, không ra chánh, chánh tà lẫn lộn điên đảo, xa đỏ địa ngục tái sanh, kiếp nẻo sanh lão bệnh tử, ắt thì có sanh, ắt thì có diệt, quỷ diệt bởi sát sanh, hai mạng tà dâm ô quý dục vọng tham sân si mạng nghi. Vậy là mình phải ăn chay trường với dưới mình giữ tham sân si không được phạm. Dạ thì chị Ven, bây giờ thì bà con nên tu cái pháp môn nào? Chiến tánh thành Phật hay là tịnh độ tông cho mau gì chị ạ? Tôi là cần có thân tâm an lạc. Không có thân tâm an lạc thì làm sao có lòng từ bi yêu thương các pháp vạn vật chúng sinh chứ?
Vậy là mình yêu những cái xấu đó, từ từ mới xây chuyển được thành tốt. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. À, chị Ven làm ơn cho hỏi, trong cái một năm nay á, cái lúc đầu mà chị Ven có ơn trên về đó, thì chị Ven thấy khó khăn lắm không? Thấy có vất vả lắm không? Dạ không. À, bà con có hay nói mình gì không? Cái lúc mà đầu tiên luôn đó. Đầu tiên ta nhẫn nhục bát nhã ba la mật đa tâm kinh. Nhẫn nhục ha. Nhưng mà mình đi ngoài đường vậy có bị bà con nói hay là gia đình mình nói không chị? Là mắng ta nhưng ta không nghe không thấy. Ta quán tưởng lòng từ bi yêu thương các pháp dạng dịch chúng sinh, sâu đũa ta mang ngụy đạo. Bây giờ ta được các pháp chúng sinh yêu thương ta đó. À, vậy là nhờ xua đuổi chị, mắng chị ha. Nhưng mà chị vẫn yêu thương thì bây giờ bà con chúng sanh yêu thương chị ha. Đúng rồi. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Quá hay. Vậy là chị hành pháp nhẫn nhục mà nhẫn nhục thành tựu. Vậy đó ha. Nhẫn nhục và từ bi. Thay vì bây giờ có một người mà gặp chị mà la chị, mắng chị gì, chị có buồn phiền không? Dạ không. Cũng vẫn yêu thương người ta ha. Dạ, tốt quá. Bởi vì chị Ven đi tới đâu thì các anh em rất là đông đi yêu thích chị Ven đó vậy. Dạ. Ta không quán chết một ư? Dù các người muốn sát hại ta, nhưng ta không quán chết các người. Các người nhất định sẽ được giáng sanh Tây Thiên Cực Lạc. Các người nhất định sẽ được thành Phật. Nhưng các người xem ta là robot sắt đá máy cũng được đó. Dạ, thương quá ha. Cái lòng mà từ bi rất là đặc biệt nha về. Chị Ven nói chuyện mà cũng xúc động nha về. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Có chị Ven á, ví dụ như ơn trên nó xuống như lên căn này nè, thì đâu phải ai cũng lên thôi. Hay là trên trên nó lựa chọn những thân xác thế nào mới được lên. Dạ, nói gì? Lớn lên. Ý hỏi là ví dụ như chị Ven nè, chị có ở ân trên nó lên căn gì nè, thì tại sao không chọn những cái người khác mà lại chọn chị Ven? Đấy là hoàng tụ đại thiện căn nên ân trên mới chọn thân sắc ưu quý dục dẫn đi. Hoàng thiện đại thiện căn. Chứ vậy thì cái phần căn của chị Ven đó là có cần phải nhờ một vị nào giải căn không hay là sau này mình tự ra căn luôn? Dạ không cần giải đâu. Vì đã hoàn thiện căn rồi thì làm sao mà giải căn? Vậy là sẽ đi theo suốt luôn ha? Hay là có khi nào hết duyên không? Là tùy duyên. À, tùy duyên. Vậy là căn này sao này là tự tự nhiên hết hay sao? Căn tự nhiên sau này là hết hay sao? Sau này hết thọ mạng ta sẽ đi. Đi về đâu hả chị Ven ạ? Đi về tánh không, không phải là gì, không phải là giáng sinh, cũng không phải là thành Phật, ta không phải là Phật. Ta sẽ trở về tánh không rồi. Không trở về tánh không, không phải là Phật mà cũng không phải là cái gì. Trở về tánh không để hòa nhập với các pháp vạn vật ở đây. Vì là hòa nhập với chúng sanh. Cái tâm nguyện của chị Ven đó, sau này mình về cõi Phật hay là mình ở đây mình giúp đỡ cho chúng sanh chị Ven? Đấy là tùy duyên hành pháp. Tùy duyên. Chứ chỗ từ bi đâu ta. Vậy thì cái phần của chị Ven là xuống thế này là để thuyết pháp độ đời hay là trị bệnh độ đời? Là tùy duyên hành pháp chứ chỗ từ bi đâu ta. Tùy duyên hành pháp. Ai cần nghe pháp thì chị Ven nói pháp, còn ai cần trị bệnh thì chị Ven trị bệnh. Đúng không chị Ven? Dạ
là thì duyên hành pháp. Trước khi mà kết thúc video, chị Ven có thể tặng cho tất cả quý đồng đạo một đoạn thơ pháp nhận từ ơn trên không chị Ven? Tự nhiên hành pháp thiếu chủ từ bi độ tha. Vậy là không ha. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc chị Ven sức khỏe và vạn sự bình an nha. Và Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy của chị Ven đã chia sẻ những ý nghĩa của Phật pháp rất là thâm sâu.